Chào đón quý vị đến với chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh. Chương trình được sự tài trợ của công ty Golden Trust, chuyên đảm trách về vấn đề 401k rollover, mở IRA, chọn lựa những chương trình đầu tư tiền mặt có tiền bonus đến 22%, hoặc quý vị có thể chọn lựa chương trình đầu tư ngắn hạn, tiền lời cố định từ 4% cho tới 5%. Và qua vấn đề đầu tư về tiền hưu trí thì công ty Golden Trust còn có những chương trình cũng như những service về vấn đề thuế nè, long term care và Medicare. Quan trọng nhất là vấn đề long term care đó quý vị, có một chương trình rất là hấp dẫn quý vị có thể đầu tư cũng như quý vị bỏ vào cho mình để đầu tư về cái chi trả cho chuyện y tế, thuốc men cho mình khi mình về già. Nói chung đó là một cái chương trình bảo hiểm y tế dài hạn. Quý vị có thể bỏ 50.000 trong vòng 6 năm thì có thể có giá trị lên đến gần 200.000, là được gấp 4 lần thôi quý vị. Cho nên quý vị có tất cả những câu hỏi về đầu tư tài chính, hoạch định tài chính vân vân, hãy gọi đến Golden Trust, hãy gọi đến Ngọc Thảo và Kiều Hạnh với số điện thoại rất là quen thuộc 408-401-1513, 408-401-1513. Và quý vị cũng có thể email đến điện thư là info@goldentrust401k.com. Và quý vị ơi, quý vị nhớ đón nghe chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh qua làn sóng của kênh 16.6 Netflix TV mỗi thứ tư vào lúc 7:45 chiều và chủ nhật vào 6:30 chiều. Và nếu như quý vị mê giọng nói của Ngọc Thảo thì quý vị nhớ lắng nghe chương trình Sunset Radio mỗi ngày trong tuần buổi chiều trên làn sóng 1430 AM bắt đầu vào 6:00 chiều nha quý vị. Dạ vâng. Và thưa quý vị, trong tuần rồi đó thì Ngọc Thảo và Kiều Hạnh đã đưa đến những câu trả lời hỏi đáp. Rất nhiều quý vị bên ngoài đang quan tâm về cái đề tài của SSE. SSE và SSI bị lẫn lộn nha quý vị. Trong một ngày gần đây Ngọc Thảo sẽ giải thích chi tiết hơn. Nhưng hôm nay chúng ta nói về SSE là Social Security Administration. Thì cái tiền đây là tiền hưu của quý vị khi quý vị đã bước vào, gọi là sao, bước vào tuổi về hưu trí và chúng ta có làm việc tại Hoa Kỳ và đã đóng thuế cái phần của mình, thì khi chúng ta về hưu đây là những quyền lợi chúng ta sẽ được có. Thì câu hỏi rằng nếu bước vào tuổi hưu trí rồi, nghĩa là đã được hưu trọn vẹn rồi thì nhưng mà vẫn còn đi làm, như vậy thì có nên lấy SSA hay không? Thì sau đây Ngọc Thảo sẽ xin mời Kiều Hạnh để đáp trả câu hỏi này của quý vị vừa rồi đã đặt đến cho chương trình Hỏi Ngọc Thảo và Kiều Hạnh nha. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đã là đang trong tuổi hưu trọn vẹn, có nghĩa là đã là hưu trọn vẹn rồi nha quý vị, tùy theo năm, đúng rồi, Kiều Hạnh nhắc lại chi tiết này. Nhớ, nếu như quý vị nhớ về những talk show kỳ trước đó thì Ngọc Thảo và Kiều Hạnh có hé lộ cái chi tiết này cho quý vị, là nếu tuổi hưu trọn vẹn của quý vị tùy theo năm sanh của mình. Cho quý vị nào mà sanh từ năm 1937 trở ngược lại thì tuổi hưu trọn vẹn của quý vị là 65 tuổi. Những quý vị nào sanh từ năm 1943 cho đến năm 1954, hưu trọn vẹn của quý vị là 66 tuổi. Dạ, vâng. Và cho đến những quý vị nào sanh từ năm 1960 trở đi thì hưu trọn vẹn của quý vị sẽ vào tuổi 67. Đó thưa quý vị, thì nếu như quý vị nằm trong những độ tuổi đó khi quý vị bắt đầu lấy tiền hưu thì mình gọi là hưu trọn vẹn, mà quý vị vẫn đang đi làm thì quý vị có nên lấy tiền SSA hay không? Ngọc Thảo và Kiều Hạnh thiết nghĩ quý vị nên lấy tiền SSA. Lý do là vì sao? Thì Ngọc Thảo sẽ trình bày cho quý vị một vài chi tiết tại sao chúng ta nên lấy tiền SSA trong cái độ tuổi hưu trọn vẹn đó mà quý vị vẫn còn đang đi làm nha. Dạ vâng. Rất nhiều người cho chúng ta rất là sợ là khi chúng ta đi làm mà chúng ta lấy tiền hưu trọn vẹn thì điều thứ nhất sợ là gì? Sợ thuế. Thuế là một cái gì đó gọi là một cái nan đề của tất cả chúng ta ở Mỹ. Nhưng thưa quý vị, tại sao câu trả lời của Ngọc Thảo và Kiều Hạnh vẫn là quý vị hãy nên lấy ra? Tại vì khi chúng ta lấy ra chúng ta phải tính và so sánh như sau. Là thứ nhất, khi quý vị vẫn còn đi làm, chúng ta biết chúng ta lấy tiền hưu trọn vẹn, lấy lúc mà hưu trọn vẹn rồi đó, chúng ta lấy SSA ra thì chúng ta sẽ bị thuế. Nhưng thuế chúng ta vẫn còn tiền. Là tại vì cái thuế của quý vị hiện tại ngày nay, nếu quý vị làm lương thật là cao đi, quý vị có lấy SSA ra thì cái thuế của quý vị cùng lắm lên 35%, 40% là gọi là quá tải. Đúng không? Chưa nói quý vị nào lương thấp hay là income thấp thì thật sự thuế nó cũng không đến nỗi mức đó, có thể thành mười mấy phần trăm hay 20%, 25% chẳng hạn. Nhưng khi chúng ta lấy tiền SSA, chúng ta chấp nhận thuế 25%
30% chúng ta chấp nhận thuế 35%, thì có nghĩa rằng là 70% hay 75% còn lại vẫn là tiền của mình đã đóng thuế xong. Đúng rồi. Nếu quý vị không lấy tiền hưu trí đó mà quý vị nghĩ rằng, tại vì cái nó có cái lợi và cái bất lợi khi chúng ta lấy là chúng ta sẽ bị thuế, nhưng cái lợi của chúng ta lấy là gì, là chúng ta sẽ giữ được tiền đó cho nhà của mình. Tại vì nếu mà quý vị không lấy mà lỡ có chuyện gì bất trắc, quý vị qua đời đột xuất đi, tại vì cái tử cái chết không ai có thể biết trước và đón ngày cả, cho nên nếu mà lỡ chuyện gì bất trắc xảy ra đối với quý vị thì tiền SSI sẽ không chuyển thừa tài sản được cho con quý vị. Có nghĩa rằng con quý vị nếu trên 18 tuổi thì họ sẽ không có được nhận được những cái tiền này là tiền gọi là beneficiary hay là tiền thừa hưởng, cho nên SSI quý vị coi như bị mất đi thì rất là uổng. Trong khi đó chấp nhận là chúng ta còn đi làm, chấp nhận giống thuế thì chúng ta vẫn còn giữ được tới 70-75% chẳng hạn, thì là tiền của mình. Tiền đó không xài, để trong account, nếu chuyện gì xảy ra đến quý vị thì tiền ở trong nhà bank của quý vị là tiền thừa hưởng lại cho con cháu, cho nên không mất đi đâu cả. Nhưng nói cái này phải nghĩ vấn đề khác. Nếu chúng ta không lấy tiền SSA ra mà chúng ta để lại thì mỗi một năm sau khi hưu trọn vẹn mà chúng ta không đụng tới SSA thì chúng ta được tới 8% tiền tăng trưởng quyền lợi của tiền SSA. 8% với một số người đang tranh luận đây là một con số khá, là tại vì thí dụ tiền đó để trong nhà bank hiện tại bây giờ chưa chắc được mấy phần trăm đúng quý vị, mà để lại cho chính phủ giữ thì được tới 8% lận. Nhưng quý vị ơi, ông chính phủ ông khôn lắm, ông tính sẵn hết rồi. Nếu mà họ dụ quý vị là hãy để lại cho họ đi được 8%, quý vị hãy tính nha. Nếu một ai đó khi hưu trọn vẹn được tiền là 2.000 đồng, chúng ta dùng con số chẵn thôi, thì một năm cái tiền đó sẽ được tới 24.000, người đó sẽ nhận được 24.000 tiền SSA. Chấp nhận đóng thuế 25% số tiền này thì người ta vẫn còn được là khoảng 18.000. Đúng vậy. Dạ vâng, còn được 18.000 đem về cất nhà bank. Nhưng nếu họ để 24.000 đó họ không lấy, họ dời qua năm sau thì họ được tăng trưởng 8% của 24.000. Mà 8% của 24.000 chỉ được có 1.000 mấy à quý vị? Vâng. 1.000 mấy thôi. À, thì quý vị tưởng tượng coi, như vậy thì chúng ta sẽ bị mất mát quá nhiều, trong khi chúng ta được 18.000 là tiền túi của mình, còn bên kia là một số tiền chưa đích thực là của mình. Mà trong khi đó nếu như chúng ta lấy tiền SSA mà chúng ta cũng có một nguồn tiền khác từ tiền đi đúng làm rồi. Của mình đi, thì quý vị cũng có thể suy nghĩ là mình lấy số tiền đó để mình bắt đầu mình invest vào một chương trình nào đó, thì cái đó nó cũng có thể lợi hơn. Đúng vậy. Một trong những điều rất là quan trọng khi chúng ta vẫn còn đi làm mà quyết định lấy tiền SSA, thưa quý vị, cái năm mà quý vị bước vào hưu trọn vẹn, giống như Kiều Hạnh đã giải thích từ lúc ban đầu, tùy theo năm sinh của mình, năm đó hãy rất thận trọng nha. Cái năm mà quý vị bước vào hưu trọn vẹn, khoan lấy. Khi quý vị lấy phải hiểu một điều, nếu income của quý vị trên 46.920 đồng thì cứ mỗi 3 đồng quyền lợi quý vị sẽ bị mất 1 đồng. Nghĩa là nếu income quý vị trên cái mức ấn định, lặp lại một lần nữa nha, đó là 46.920 đồng. Nếu mà income quý vị trên cái mức đó thì cứ mỗi 3 đồng quyền lợi quý vị trên cái mức đó thì quý vị sẽ bị mất đi 1 đồng trên SSA. Cho nên quý vị hãy đợi sau cái năm mà quý vị hưu trọn vẹn thì hãy bắt đầu lấy SSA là phù hợp nhất. Có nghĩa là nếu như mà năm đó mình làm là 56.902 đi, thì coi như là mình làm trên 10.000 của cái 46.902, thì cái 10.000 đó cho mỗi 3 đồng mình sẽ được bị trừ đi 1 đồng. Đúng vậy. Thì cái 10.000 đó chúng ta sẽ bị mất tới 3.330 đồng của cái tiền mà mình lấy được của SSA đó, là một con số khá lớn. Cho quý vị nhớ những thông tin này. Và đó là câu trả lời nếu quý vị đã vào tuổi hưu trí và được hưu trọn vẹn rồi mà vẫn còn đi làm thì có nên lấy tiền SSA hay không. Mong rằng câu trả lời vừa rồi đã giúp cho quý vị hiểu được thêm thông tin và hãy quyết định chi tiết hơn và rõ rệt hơn cho quyết định của mình nha. Vâng, nhưng thưa quý vị hãy đừng ngần ngại gọi cho Ngọc Thảo và Kiều Hạnh 408-401-1513, 408-401-1513 để mà hoạch định thêm nếu như quý vị vẫn còn những thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan đến vấn đề hưu trí, vấn đề ví dụ như những chương trình về 401k rollover chẳng hạn, IRA và đầu tư tiền mặt, ngoài ra những vấn đề khác như là về thuế
Long Term Care và về Medicare. Và nói sơ những chương trình rất là hấp dẫn, nhưng mà những chương trình mà Ngọc Thảo và Kiều Hạnh phục vụ cho khách hàng bao nhiêu năm qua, chương trình đầu tư Rollover của 401k của quý vị sẽ được tới 22% tiền thưởng ngay lập tức. Hoặc quý vị không thích đi chương trình dài hạn, có thể chọn cho mình một chương trình ngắn hạn, tiền lời cố định, không lo lắng thị trường lên hay xuống, tiền mình vẫn y nguyên không bị ảnh hưởng, được lời 4-5% tiền lời. Ngoài ra, chương trình Long Term Care bỏ 50.000 dọn dẹn trong vòng 6 năm, tiền của quý vị có thể lời được gấp 4 lần, là được tới 200.000 giá trị để dùng cho việc trang trải cho y tế dài hạn. Tất cả những thông tin này, quý vị hãy gọi cho công ty Golden Trust, gọi cho Ngọc Thảo và Kiều Hạnh với số điện thoại rất là quen thuộc 408-401-1513, 408-401-1513, thưa quý vị. Dạ vâng, quý vị hãy theo dõi trang mạng Facebook của công ty Golden Trust để cập nhật tất cả những thông tin mà Ngọc Thảo và Kiều Hạnh trình bày cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị hãy gọi cho công ty Golden Trust 408-401-1513, Golden Trust, nơi gửi thác niềm tin vàng.